Sau đây là top 10 quốc gia có trữ lượng dầu lớn nhất thế giới và một số trong số họ có thể làm chúng ta rất ngạc nhiên. Dưới đây là 10 quốc gia nhiều dầu thô hàng đầu thế giới theo thứ tự từ nước có ít nhất đến nước có nhiều nhất. Đứng thứ 10 là Libya, quốc gia Bắc Phi này ước tính có khoảng 48,3 tỷ thùng dầu thô dự trữ. Tuy nhiên, Libya lại là một nhà sản xuất dầu tương đối nhỏ với mức sản xuất trung bình hàng ngày vào khoảng 1,2 triệu thùng. Bất ổn chính trị và tranh giành quyền lực giữa các phe phái khác nhau sau cuộc nội chiến là nguyên nhân chính khiến Libya luôn gặp khó khăn trong tận dụng tối đa nguồn tài nguyên dầu mỏ. Tuy nhiên có vẻ như mọi thứ đang bắt đầu thay đổi khi Liên minh châu Âu coi quốc gia Bắc Phi này như một nguồn cung cấp dầu mỏ lớn hơn. Đứng thứ chín là Mỹ, các nguồn ước tính trữ lượng dầu thô của Mỹ khác nhau, nhưng cơ quan thông tin năng lượng Mỹ EIA ước tính rằng nước này có khoảng 36 tỷ thùng dầu thô chưa tính lượng khí ngưng tụ có thể sản xuất được. Những tổ chức khác chẳng hạn như là tạp chí Dân số Thế giới, tính cả dầu thô và khí ngưng tụ, đưa ra con số trữ lượng của Mỹ là 68,8 tỷ thùng. Theo số liệu của EIA, dầu thô và khí ngân tụ cộng lại vào khoảng 74 tỷ thùng. Tuy nhiên Mỹ là nhà sản xuất dầu thô lớn nhất thế giới. Đứng thứ 8 là Kuwait. Theo OPEC, Kuwait có trữ lượng dầu đã được chứng minh là 101,5 tỷ thùng, Quốc gia vùng vịnh nhỏ bé này sản xuất từ 2,4 triệu đến 2,67 triệu thùng dầu mỗi ngày và xuất khẩu khoảng 1,7 triệu thùng mỗi ngày. Tập đoàn dầu khí Kuwait có kế hoạch tăng năng lượng sản xuất lên tới 4 triệu thùng mỗi ngày vào năm 2030. Rõ ràng Kuwait không đặc biệt lo lắng về những dự báo sụt giảm nhu cầu dầu mỏ. Đứng thứ bảy là UAE, nhà sản xuất dầu lớn thứ ba của OPEC. Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE nắm giữ khoảng 111 tỷ thùng dầu thô và sản xuất trung bình 2,7 triệu thùng mỗi ngày. Trong số này, UAE xuất khẩu 2,3 triệu thùng mỗi ngày. Nhờ có nhiều dầu mỏ, UAE đã trở thành một thỏi 500 du lịch sang trọng và có nhiều hy vọng trở thành một trung tâm công nghệ cao. Đứng thứ 6 là Nga. Theo EIA thì Nga có trữ lượng dầu thô đã được chứng minh là 80 tỷ thùng và tính đến tháng này, Nga sản xuất khoảng 9,4 triệu thùng mỗi ngày, không bao gồm khí ngưng tụ. Vài năm trước, Nga đã sản xuất hơn 11 triệu thùng mỗi ngày, bao gồm cả khí ngưng tụ. Nhưng cuộc xung đột ở Ukraine và các lệnh trừng phạt của phương Tây đã khiến Nga phải phản ứng, và một trong những hình thức đó là cắt giảm sản lượng. Đứng thứ năm là Iraq. Iraq, nhà sản xuất số 2 của OPEC, là nơi có trữ lượng đã được chứng minh là khoảng 145 tỷ thùng. Với mức sản xuất khoảng 4,5 triệu thùng mỗi ngày, và xuất khẩu trung bình 3,4 triệu thùng mỗi ngày. Đứng thứ tư là Iran, Iran có trữ lượng dầu mỏ là 208,6 tỷ thùng và sản xuất khoảng 2,39 triệu thùng mỗi ngày. Trong số này thì Iran chỉ xuất khẩu hơn 760.000 thùng một ngày. Tất nhiên lý do của sự chênh lệch đáng kể giữa dự trữ, sản xuất và xuất khẩu là do các lệnh trừng phạt của Mỹ áp đặt lên Iran. Bất chấp các lệnh trừng phạt, Iran gần đây đã xuất khẩu nhiều dầu thô hơn đạt mức 1,13 triệu thùng mỗi ngày vào cuối năm 2022 và bắt đầu từ năm nay đang tăng lên dần. Đứng thứ ba là Canada. Canada ước tính có 171 tỷ thùng dầu thô, chiếm 1 phần 10 tổng trữ lượng dầu của thế giới. Nước này là nhà sản xuất dầu lớn thứ tư trên thế giới, với sản lượng trung bình hàng ngày hơn 5 triệu thùng vào năm ngoái, mức cao kỷ lục. Điều đáng chú ý là sản xuất của nước này đang gia tăng bất chấp những nỗ lực của chính phủ liên bang nhằm thu hẹp ngành này vì lượng phát thải carbon lớn. Tuy nhiên, nhu cầu về dầu vẫn khiến các nhà sản xuất tiếp tục sản xuất. Một cuộc khảo sát gần đây của Ipso cho thấy Canada cũng là nhà cung cấp dầu được ưa thích nhất trên phạm vi toàn cầu. Đứng thứ hai thế giới là Saudi Arabia, là nhà sản xuất lớn thứ hai thế giới và lớn nhất OPEC Saudi Arabia được xác minh có trữ lượng khoảng 267 tỷ thùng dầu thô. Nước này sản xuất hơn 9 triệu thùng mỗi ngày vào năm 2021 và tăng lên 11,5 triệu thùng một ngày vào năm 2022, nhưng gần đây đã cắt giảm nửa triệu thùng một ngày trong đợt cắt giảm sản lượng mới nhất trong OPEC Cộng. Saudi Arabia có kế hoạch mở rộng năng lực sản xuất lên 13 triệu thùng mỗi ngày vào năm 2027. Tuy nhiên, một số nhà phân tích đã cảnh báo rằng nước này sắp đạt đến đỉnh dầu mỏ và đứng đầu thế giới là Venezuela. Một trong những quốc gia gặp khó khăn nhất trên thế giới là Venezuela, nhưng lại là quốc gia có trữ lượng dầu lớn nhất thế giới, được xác định ở mức hơn 300 tỷ thùng. Tuy nhiên các biện pháp trừng phạt của Mỹ và một số vấn đề khác khiến nước này không tận dụng được tối đa nguồn dầu mỏ giàu có của mình. Sau một thời kỳ hưng thịnh vào những năm 1990 và đầu những năm 2000, Đợt sụt giảm giá dầu đầu tiên của thiên niên kỷ mới đã làm tê liệt nền kinh tế Venezuela, trước khi nước này có cơ hội phục hồi, Mỹ đã giáng đòn trừng phạt làm giảm sản lượng. Vào năm 2022 thì Venezuela sản xuất trung bình là 600.000 đến 700.000 thùng một ngày, trong khi xuất khẩu trung bình hơn 600.000 thùng một ngày.